Rồi, ok, chào các bạn luôn. Mình hôm nay mình sẽ review một cái mình đặt trên Lazada. Mình đặt trên Lazada thì để mình review lại cho mấy bạn xem nha. Đây, cu xuống này, ba mở đây đây cho. Xuống đây. Xuống mở xe. Không mở đúng không? Còn không xuống đúng không? Size của con này, đây này, đây nè, con không thèm đúng không? Em tìm cái bên mở gì bánh cỡ này là nó ngồi được mà đúng không anh? Đẹp mà. Cái xe này mình mua cái giá là 700 mấy á, mà tiền ship nữa là gần cũng cả 1 triệu á. Giờ mình sẽ ráp vô.